Kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 28 tháng 10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán POS, Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos và các công ty liên quan do Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 2017 đến ngày 10 tháng 1 2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết, cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội thao túng thị trường chứng khoán theo khoản 2, điều 211 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos, nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ năm 2014 đến tháng 9 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos lên 4.300 tỷ đồng, sau đó đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt gần 3.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, ra quyết định khởi tố bị can đối với 1 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự 2015. Ngày 28 tháng 10, 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự số 34 trên KL, VP, CQ, CSDT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, vụ 5, đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2, điều 211 và khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan cảnh sát điều tra, công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos. Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC mới đây công bố báo cáo quản trị công ty bán niên cho thấy, đến ngày 30 tháng 6, ông Trịnh Văn Quyết và gia đình vẫn giữ ảnh hưởng lớn tại doanh nghiệp này. Theo đó, ông Quyết đang sở hữu trên 215,4 triệu cổ phiếu FLC, tương ứng 30,34% vốn điều lệ tập đoàn. Trong khi đó, ông Lê Bá Nguyên là anh vợ của ông Quyết đang đóng vai trò chủ tịch hội đồng quản trị FLC. Ngoài trừ ông Quyết có cổ phần tại FLC, còn lại các thành viên trong gia đình có liên quan với ông Lê Bá Nguyên, bao gồm cả bà Lê Thị Ngọc Diệp, em gái ông Nguyên và là vợ ông Quyết, không trực tiếp nắm cổ phần công ty. Ngoài ra, trong danh sách lãnh đạo và người có liên quan tới người nội bộ của FLC cho đến nay, hầu hết không nắm giữ hoặc nắm giữ rất khiêm tốn cổ phần doanh nghiệp. Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bị bắt tạm giam ngày 29 tháng 3 2022 để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Liên quan đến vụ án này, ban đầu có 5 người bị bắt gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp FLC, Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán POS, kiêm phó chủ tịch thường trực FLC, Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên hội đồng quản trị, kiêm phó tổng giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên tổng giám đốc công ty chứng khoán POS. Cuối tháng 6 2022, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Trịnh Văn Quyết, bà Hương Trần Kiều Dung. Ngoài ra, còn có hai người em gái của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế. Cơ quan điều tra xác định các bị can có hành vi tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos. Khi công ty này niêm yết ROS trên sàn chứng khoán, cựu chủ tịch FLC đã bán toàn bộ số cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Đến tháng 6 vừa qua, liên quan vụ án cựu chủ tịch FLC thổi giá cổ phiếu, cơ quan điều tra khởi tố thêm 15 người vì tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong số 15 bị can này, có nhiều người có mối quan hệ thân thiết, có người là cha con, có người là vợ chồng.
nay cùng bị khởi tố có vai trò đồng phạm trong vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FLC sau khi bị đình chỉ giao dịch từ tháng 9 2022 và bị hủy niêm yết trên sàn HOSE hồi tháng 2, cổ phiếu FLC vẫn chưa được trở lại giao dịch. Ngay sau khi dời sang sàn Upcom, FLC đã lập tức nằm trong diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 24 tháng 2 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Không những vậy, mã này còn liên tiếp nhận các quyết định từ HNX đưa vào diện hạn chế giao dịch ngày 22 tháng 5 do chậm nộp báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày, vào diện cảnh báo từ ngày 13 tháng 7. Do tổ chức đăng ký giao dịch chưa hợp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, ngoài báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, tập đoàn này cũng chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2022 và cả năm 2022. Báo cáo tài chính tự lập quý 4 2022 và quý 1 2023 cũng chưa được. Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình, mã chứng khoán HBC vừa công bố thông tin đơn vị được ủy thác đã hoàn tất thu về toàn bộ số công nợ từ công ty cổ phần tập đoàn FLC, mã chứng khoán FLC với số tiền hơn 304 tỷ đồng. Theo đó, công ty luật trách nhiệm hữu hạn ALB and Partners, đơn vị được HBC ủy thác cho biết Hòa Bình và FLC đã thống nhất về việc thanh toán toàn bộ công nợ liên quan đến hợp đồng xây dựng tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn của FLC tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tính đến ngày 12 tháng 10, Hòa Bình đã thu hồi được hơn 300 tỷ đồng, gồm hơn 270 tỷ đồng tiền mặt, 34 tỷ đồng nợ còn lại được cấn trừ bằng bất động sản tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa. FLC cũng đã hoàn tất ký văn bản chuyển nhượng bất động sản này. Tranh chấp giữa FLC và Hòa Bình đã kéo dài nhiều năm liên quan đến hai hợp đồng thi công số 57 và 18 ký năm 2014 để xây dựng dự án FLC Sầm Sơn. Tập đoàn Hòa Bình là nhà thầu xây dựng được FLC lựa chọn. Cụ thể, vào cuối năm 2014, HBC và FLC đã ký kết hai hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục như nhà câu lạc bộ, trung tâm hội nghị, khu Fusion, khu A la carte thuộc dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Theo HBC, để thực hiện hai hợp đồng trên, chỉ trong vỏn vẹn 9 tháng, HBC đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để thi công liên tục, tăng ca không ngừng nghỉ, kể cả dịp Tết Nguyên đán, nhằm bảo đảm chất lượng và hoàn thành tiến độ các giao theo yêu cầu của FLC. Công trình đã kịp khánh thành và phục vụ cho năm du lịch quốc gia tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, được tổ chức vào tháng 7 năm 2015. Năm 2016, HBC đã gửi hồ sơ quyết toán cho hai hợp đồng này. Sau đó, rất nhiều công văn yêu cầu FLC phê duyệt hồ sơ quyết toán đã được gửi đi, nhưng HBC vẫn không nhận được sự hợp tác thiện chí từ phía FLC. Vì vậy, đến tháng 2 2020, đại diện pháp lý của Hòa Bình nộp đơn khởi kiện FLC liên quan hợp đồng số 57 tại Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và hợp đồng số 18 tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIIC chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, đại diện pháp lý của Hòa Bình thông báo thắng cả hai vụ kiện. Tổng số tiền FLC phải thanh toán cho Hòa Bình liên quan hai hợp đồng thi công theo phán quyết ở thời điểm đó là 277 tỷ đồng. Trong trường hợp FLC không thực hiện thanh toán số tiền nêu trên quá 30 ngày kể từ ngày phán quyết có hiệu lực, FLC còn phải thanh toán tiền lãi do chậm thanh toán với mức lãi suất 12% một năm đối với số nợ gốc hơn 163 tỷ đồng và 10% một năm đối với số tiền còn lại. Tuy nhiên sau đó, FLC đề nghị Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hủy phán quyết của VIIC, nhưng Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bác bỏ yêu cầu của tập đoàn FLC và quyết định phán quyết tiếp tục có hiệu lực chung thẩm, bắt buộc thi hành. Đến tháng 3 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán, rồi sau đó cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HOSE, nhưng tập đoàn FLC vẫn tiếp tục thanh toán khoản nợ cho tập đoàn Hòa Bình. HBC cho biết từ tháng 11 2020 đến ngày 12 tháng 10, FLC đã hoàn tất các phán quyết và trả nợ cho Hòa Bình. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức mới nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.